mới chung cùng nhẹ nhàng mình bỏ xa người cứ sắp rồi bỏ qua quá khứ vất vả ta bỏ qua quy khó tả trở nên khó ta mục tiêu là nhà khá to khó khăn ta hóa cho nào mới không tìm ai nào kiếm em sốt sạt năm mới kiếm thầy cô cũ đã qua cho chúng ta bao kỷ niệm rồi bên nhau có biết bao điều muốn nói chương trình Chị Đẹp Rẻ Sống, cho nên là muốn gửi quý vị cho quý vị vui cho một tràng pháo tay được không quý vị? Dạ, cảm ơn mọi người, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành tới cho các anh chị tới từ đoàn làm phim Gặp Lại Chị Bầu. Và một ít phút nữa thì chúng ta sẽ còn gặp lại họ trên sân khấu. Còn em xin được mời lên sân khấu diễn viên Anh Tú, xin được mời diễn viên Diệu Nhi, xin được mời diễn viên Ngọc Phước, diễn viên Quốc Khánh, và tất nhiên không thể thiếu được đó chính là đạo diễn Nhất Trung. Xin mời đoàn làm phim chúng ta cùng xuất hiện trên sân khấu ạ. Hôm nay cũng sẽ giao lưu với các anh chị tới từ các cơ quan thông tấn báo chí. Vậy nghe. Và tất nhiên quyết định xuống tóc ở cái vai diễn này thì Tú không có nhìn lại bản thân của mình là có hợp với cái tóc này hay không, mà Tú sẽ nhìn nhận được một cái vấn đề là cái tóc này nó thể hiện, khi mình xuống tóc nó thể hiện điều gì cho nhân vật, thì Tú quan tâm đến cái điều đấy nhiều hơn.